hay như những điều mê tín. Nếu bạn chơi khăm ai, bạn sẽ trở thành nạn nhân của chính trò chơi khăm ấy. Tổ chức tiệc tại nhà khi bố mẹ mình đang đi vắng thôi nào. Hãy tỏa sáng đi. Trực tử nào, mẹ mình đang gọi. Chào mẹ, con đang chuẩn bị đi ngủ đây. Mơ những giấc mơ đẹp. Và bây giờ tiệc tùng thôi nào. Một bức tự sướng với những người bạn. Mình sẽ gửi nó vào group chat. Này Jess, chúng mình không nhận được gì cả. Mình nghĩ mẹ mình sẽ biết rằng mình không đi ngủ. Mình chết chắc rồi. Mẹ sẽ giết mình mất. Buồn chán ư? Đến lúc chơi khăm mọi người rồi. Đây là cửa và hồ dán. Mình nghĩ chúng ta nên giới thiệu chúng thôi. Đổ hồ dán vào tay nắm cửa. Xong. Phi tang chứng cứ thôi. Và đợi nạn nhân đầu tiên. Đáng tiếc thay, cánh cửa này không mấy phổ biến. Không ai muốn vào hết. Mình sẽ phải đợi ở đây mãi mất. Hey, Tristy, bạn có thể giúp mình không? Tay mình đang bận rồi. Yeah, không vấn đề gì. Điều đó thật ngoài sức tưởng tượng. Mình quên mất là có hồ dán trên tay cầm. Wow, chúc mừng ngày chơi khăm đến tôi. Điện thoại, đến đây. Nào, một chút nữa thôi. Hả? Trường học sẽ không còn là trường học nữa nếu thiếu những trò chơi khăm. Mục tiêu chính là tủ đồ của bạn. Thật may mắn, tủ trống không. Mình sẽ chui vào và dọa cho Jessica chết khiếp. Bố ra, đợi mình nha. Thật tuyệt là mình có thể chui vừa vào trong này. Nhưng mà bạn mình thì không cần gì trong tủ đồ cả. Cô ấy nhớ rằng cô ấy quên chưa khóa tủ và chạy về nhà. Ồ không, ai đó cho mình ra với. Mình muốn thoát ra ngoài. Tim chuẩn bị trò chơi khăm với nước. Khi mà bạn của anh ấy nhìn vào bình nước, anh ấy sẽ phun nước vào khắp người. Nhưng Tristy thì quá thành thạo trong những trò chơi khăm này. Cô ấy thừa biết trò cũ rích này. Này Tristy, xem trong này có gì này. Đâu? Tim chính là người bị ướt. Bạn tự chơi khăm chính mình rồi, anh bạn ạ. Tristy nghĩ ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Cô ấy sẽ dành tặng cho Tim một bữa tắm sảng khoái. Một bình nước nhựa sẽ làm điều đó. Quả là một bất ngờ. Tristy tự đổ nước vào mặt và làm tóc cô ấy bị ướt. Còn Tim thì không ướt chút nào. Trò chơi khăm này thất bại rồi. Còn cái bánh sừng bò nào không? Tuyệt, thật là một cơ hội tốt để thực hiện trò chơi khăm. Cho wasabi vào bánh sừng bò. Nhiều nhân quá. Và đặt chúng bên cạnh bánh sừng bò khác. Ai đó chắc chắn sẽ mắc bẫy wasabi này. Ai để bánh sừng bò trên bàn thế này? Mình sẽ để chúng vào túi để chúng không bị hỏng. Jessica đang sung sướng. Tất cả bánh sừng bò wasabi đã biến mất. Điều đó có nghĩa là trò chơi khăm đã thành công. Từ từ đã. Wasabi trả thù. Cứu lấy nạn nhân của trò chơi khăm thất bại này thôi. Mình nghĩ ra một trò chơi khăm rất thú vị. Không ai có thể vào đây vì mình đang giữ cửa. Nó chẳng dễ dàng chút nào cả. Tristy, bạn không tính đến một chuyện rồi. Cánh cửa được mở theo hướng khác. Ngã rồi. Mình vừa quyết định là sẽ nằm ở đây và thư giãn. Không phải trò chơi khăm nào cũng sẽ thành công. Này Jessica, giúp mình mở gói đồ ăn này với. Không vấn đề gì bạn tôi. Ai mà biết được sẽ có bột bên trong chứ. Ngoại trừ chính bạn. Bạn là nạn nhân của chính trò chơi khăm của mình. Tim có một ý tưởng tuyệt vời cho một trò chơi khăm. Anh ấy sẽ ném quả bóng nước vào người Tristy. Nhưng anh ấy lại tính toán sai quỹ đạo. Đáng tiếc, quả bóng bay vào một người hoàn toàn xa lạ.
và anh ấy không mấy vui mừng bởi bữa tắm bất ngờ này. Bạn nên chạy thôi Tin. Bộ phim này thật đáng sợ. Gã có bạn trong khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải là một ý tưởng hay. Tin được cung cấp thêm năng lượng trên mặt anh ấy. Xin lỗi bạn, đó là cách mình đối phó những con quái vật bên dưới ghế sofa. Đây là một trò chơi khăm cổ điển hay. Mình sẽ đổ muối vào cốc cà phê của bạn thay vì đường. Thêm muối nào. Jessica, cà phê của bạn xong rồi, vào trong bếp đi. Nhưng cô ấy lại cầm nhầm cốc. Cốc cà phê ấy ngon tuyệt, còn cốc của mình thì thật là mặn. Mình nên làm gì bây giờ? Uống cà phê mặn. Trò chơi khăm thất bại rồi. Nếu bạn mở túi bột vào trong tủ, nó sẽ rơi vào người nào đó. Tuyệt vời. Chờ đợi nào. Nạn nhân đây rồi. Chuẩn bị đi. Chờ đã. Christy hoàn toàn sạch sẽ. Sao thế được? Có gì đó sai sai. Mình còn phải xem lại. Không, trò chơi khăm hoàn toàn hoạt động, nhưng lại trên người khác. Wow, thật tuyệt. Thời điểm đẹp nhất cho trò chơi khăm là khi bạn mình đang đi ngủ. Bắt đầu kế hoạch thôi nào. Mình cần đi thật khẽ vào phòng cô ấy và bôi lên tay cô ấy kem cạo râu. Ai mà biết cô ấy lại thích ngủ như vậy. Hey, nhận lấy này, đồ phá hoại. Mơ đẹp. Khi bạn tôi mở hộp Coca-Cola, cô ấy sẽ nhận được một bất ngờ lớn. Lắc nữa đi. Cô ấy đâu rồi? Christy đây rồi. Muốn uống một chút Coca-Cola không? Nhưng cô ấy lại mở một hộp soda mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Bọt đã biến mất, không có gì phải lo lắng. Hả? Trò chơi khăm không thành công. Christy đang kể mình nghe về cuộc đi bộ thể dục của cô ấy và lắc cái chai. Ok, mình phải đi rồi. Bây giờ Tin là người sẽ mở cái chai. Anh ấy không ngờ nước sẽ phun ra. Năng lượng của Christy đã được truyền vào trong chai. Có cả tấn bọt ở đây. Và Tin thì bị bao phủ trong Coca. Anh ấy trở thành nạn nhân của chính trò chơi khăm của mình. Tin hành động như một người đàn ông lịch lãm trong quán cà phê. Hả, Tin? Trò chơi khăm cái ghế này cũ rồi. Mình sẽ không bị mắc lừa đâu. Nhưng mình sẽ kéo ghế của bạn. Aha, tóm được bạn rồi, đồ thua cuộc. Mình có kinh nghiệm trong những trò chơi khăm hơn bạn nhiều. Không xúc phạm gì đâu. Christy nảy ra ý tưởng chơi khăm tuyệt vời. Cô ấy muốn dán cốc của bạn cô ấy vào bàn. Nhưng tóc của cô ấy cũng muốn là một phần của trò chơi. Nó dính với cái cốc rồi. Cô ấy nên làm gì bây giờ? Tin có thể để lại cốc của anh ấy, nhưng Christy thì phải mang theo cái bàn đi bất cứ đâu. Quả là một phụ kiện tuyệt vời. Bạn của mình sắp đến rồi. Tuyệt, mình có thời gian cho một trò chơi khăm. Chúng ta sẽ cần dầu thực vật. Nó sẽ vui lắm đây. Đổ dầu ra sàn nhà ngay trước cửa. Tuyệt vời. Mặt sàn đang bóng nhảy dầu. Bây giờ mình chỉ cần đợi bạn đến thôi. Christy, ai đó đổ dầu ra đây này. Xin vượt qua thử thách dầu của mình không một chút khó khăn nào. Hey, sao bạn không trượt ngã vậy? Xem có cái gì sai nào. Trò chơi khăm này hoạt động, nhưng lại hoạt động trên nhầm người. Mình phải làm gì để đi ra khỏi căn bếp này bây giờ? Bạn cùng phòng mình lại vứt quần áo lung tung. Được rồi, mình cần phải dạy cho cô ấy một bài học mới được. Mình sẽ lấy kéo và nâng cấp chiếc áo của cô ấy. Một khi cô ấy thấy điều gì xảy ra, cô ấy sẽ nhận ra rằng cô ấy nên để quần áo vào trong tủ đồ. Thêm một vài lỗ nữa. Hoàn hảo, gọi mình là Tin Saint Laurent đi. Đây là một kiệt tác. Nhưng trò chơi khăm này lại không đi theo đúng kế hoạch. Kết quả là cô ấy lại vô cùng thích thú với mẫu thiết kế này. Cái áo này thật hợp với mình. Nó thậm chí còn tuyệt hơn thế nữa. Cảm ơn Tin nha. Mình nghĩ mình không thể hiểu nổi thời trang của con gái. Bạn có thích những trò chơi khăm thất bại này không? Vậy thì bình luận bên dưới nếu bạn đã từng trở thành nạn nhân của chính trò chơi khăm của mình.
Và đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ trò chơi khăm vui nhộn nào đến từ Trôm Trôm.